Ok, 200 người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới cực dễ. Có nghĩa là thế giới em bé đó mọi người. Lần trước là mình thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới cực dễ của nớp đúng không? Hôm nay thì mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn cực dễ em bé. Có nghĩa là trong thế giới này chúng ta sẽ chế tạo cực kỳ dễ luôn. Đó, như là chúng ta chế tạo dụng cụ các kiểu enchant đó nên gọi là chế độ cực dễ. Còn chế độ cung nấp có nghĩa là chúng ta dùng đất để chế tạo ra cái kim cương cái kiểu á, thì nó khá là giống nhau. Nói chung là mình tách hai series kiểu vậy đi, cho nó đỡ dài dòng đúng không? Đấy, cho nó đỡ nhiều tập. Rồi không dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu sinh tồn nha. Bây giờ thì mình sẽ reload thế giới này. Đó. Rồi mình đã reload thế giới rồi, bây giờ là mình bắt đầu sinh tồn và test cho mọi người xem thế giới cực dễ này có cái gì nha. Lúc nào mình cũng nhìn vào cái cây hết mọi người, tại vì mình đập gỗ thì chắc chắn nó sẽ rơi một cái gì đó. Bum. Ủa. Ao. Ra cục gỗ bình thường mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ crafting table. Đó, crafting table đặt ở đây. Rồi chúng ta sẽ chế tạo cúp, rồi sau đó chúng ta đi mai đá rồi chế tạo dụng cụ các kiểu nha. À, mình đã tìm hiểu rồi mọi người ạ. Thì cái này nó vẫn dùng đất để chế tạo mọi người ơi, vãi nồi luôn. Rồi, chắc là mình chế tạo xẻng mọi người, tại vì nó dùng đất để chế tạo. Bây giờ các bạn dùng đá để chế tạo nó cũng như không mà. Ở tại sao lại dùng đất để chế tạo nữa ta? Không lẽ mình lại đặt thế giới này là thế giới của nớp? Đúng rồi, thế giới của nớp mọi người à, tại vì mình dùng đất mình chế tạo mà. Không, mình thích thì mình đặt thế giới là cực dễ của em bé. Ok, mình thích thì mình đặt thôi. Rồi, khi các bạn đào đất xong thì các bạn làm gì? Chắc chắn là các bạn bỏ vào crafting table rồi nó sẽ ra vài số vật phẩm như các bạn đúng không? Ủa? Nhớ rồi, phải đặt thẳng hàng. Ôi, mình hình như là bạn bị lag thật à? Có bị lag không? Cái gì vậy trời? Mới vô cho mình một stack netherite để làm cái gì? Đất, cái này cũng đổi ra được netherite luôn mọi người à. Vãi game. Rồi, mới vô cho netherite không biết để làm gì luôn. Trong khi đó các bạn nhìn này, mình không có một món đồ kim cương nào ở trên người luôn. Làm sao mình nâng cấp lên đây? Rồi, mình sẽ gọi là tách khối ra, sẽ tách phôi ra mọi người ạ. Đó, nó hiện công thức netherite lên cho mình rồi. Nhưng làm sao mình có thể chế tạo giáp trong khi đó mình không có kim cương? À, rồi hiểu rồi mọi người à. Vậy là mình có thể bỏ đồ vào thêm. Mình sẽ bỏ khối đi. Thằng chó, mày lừa bố mày. Vừa nói luôn mọi người à. Ra khối thật luôn. Hiểu rồi mọi người à. Vậy là database này thì các bạn wrapping cho mình là hàng dài xuống nha. Các bạn wrapping kiểu bỏ đóng vô đây thì nó cũng vậy à. Các bạn phải wrapping hàng dài xuống như vậy nè. Đấy, mọi thứ mà các bạn chế tạo được trong này á, nó sẽ biến đổi nha. Đấy, như là khối netherite thì nó sẽ biến đổi thành khối kim cương nè mọi người. Đó, vậy là mình đã có đồ kim cương rồi. Nhưng mà mình cần sắt mọi người à. Tại vì có giáp kim cương cái kiểu rồi thì các bạn phải có một cái bàn nâng cấp. Đây, mình sẽ chế tạo giáp kim cương cho mọi người xem để mình mặc lên trên người luôn nha. Đấy, mũ này rồi giày này đó. Vãi, vậy là mình chỉ cần đứng đây mình chế tạo tất cả mọi thứ rồi. Ui, sinh tồn mà dễ vãi nồi. Rồi full giáp rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo dụng cụ luôn. Đợi, dụng cụ kim cương, cúp này, rìu này, xẻng này đó. Chỉ cần đắt thôi mà chúng ta đã có được tất cả mọi thứ trong Minecraft rồi. Hư cấu vậy, lại là thế giới hack game. Cái này gọi là hack game rồi, hoặc là cái này có thể gọi là nớp, hoặc là cực dễ. Cái nào cũng được miễn sao là nhìn nó thú vị rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nha. Hồi nãy là mình chế ra khối kim cương đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng khối kim cương để chế ra mắt Ender mọi người ạ. Ba khối kim cương mình chế tạo được mắt Ender. Và mắt Ender này sẽ gọi là giúp chúng ta tìm được hang rồng. Đúng rồi, chúng ta cũng có thể bỏ mắt Ender vào mà. Mắt Ender không được hả? Vậy thì kim cương thường không được luôn. Vậy thì phôi Nether. Phôi Nether ra khối sắt mọi người à. Yeah, thế là mình có thể nâng cấp được netherite rồi. Ngon. Ok, nâng cấp netherite nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là crafting, mình còn crafting table mà. Mình sẽ chế tạo khối sắt này ra phôi sắt, sau đó mình để hai như thế này. Rồi, như này, chúng ta sẽ có một cái bàn rèn. Đó. Có cái này rồi các bạn mới có thể nâng cấp được netherite nha. Rồi, bỏ vào. Trời ơi, game dễ vãi. Easy game. Đúng là thế giới cực dễ các bạn nha. Thế giới cực dễ và hack game trong Minecraft. Đó, mình đã hoàn thành thành tích che chắn tôi bằng mảnh vỡ cổ đại rồi mọi người ơi. Quá là xịn. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng sắt để mà chế tạo tiếp cái gì đây? Bục sắt. Ồ, vậy thì nó có liên quan tới enchant rồi. Khối sắt.
Ồ, một đống gỗ luôn nha. Xịn xịn xịn. Ơi, không cần phải chặt gỗ các bạn à. Các bạn có thể đổi khối sắt thành gỗ nha. Rồi, đó, một đống gỗ cho các bạn xây nhà mà không cần phải dùng cái rìu khốn nạn để đi chặt. À, mình nâng cấp cây cuốc lên Netherite luôn để hoàn thành thành tựu chơi. Thế là mình đã có 11 kinh nghiệm. Các bạn thấy chưa? Chỉ cần chúng ta đứng một chỗ chúng ta chế tạo là chúng ta đã có 11 kinh nghiệm rồi. Tính ra nãy giờ mình không đi làm gì đúng không mọi người? Đứng chế tạo thôi. Không giết bò, giết heo, giết gà gì hết. Không giết động vật. Cũng như là không đào xuống hang sâu để đi mai cái gì cả. Rất là easy luôn. Đấy, mới gọi là chế độ cực dễ đúng không? À đúng rồi, mình chế tạo cái kiếm luôn đi ha. Đấy, các bạn không nên chế tạo như vậy nha. Đồ Netherite là các bạn không nên chế tạo như vậy. Tại vì chế tạo không được. Đồ Netherite các bạn có thể nâng cấp bằng cái bàn này thôi đó. Còn mấy cái vụ chế tạo bằng cái phôi thì không được nha. Đó, cho nên là các bạn phải cần kim cương là vậy á. Rồi, bục sắt đúng không? Thì mình sẽ để như vậy. Đó, để lát nữa mình coi thử là nó có cho mình cái bàn enchant không nha. Đó. À, bây giờ mình cũng có thể đi đào hắc diện thạch để mà chế tạo bàn enchant mà. Khoan, chúng ta có thể tiếp tục chế tạo đúng không mọi người? Hồi nãy chúng ta chế tạo gỗ đúng không? À, gỗ là cái gì đây? Gỗ da yên cưỡi các bạn à. Gỗ da yên cưỡi kim cương. Và yên cưỡi kim cương chúng ta sẽ được cái gì? Không được mọi người ơi. Sau đó là gỗ thường. Gỗ thường không được đúng không? Que, không được luôn. Bục sắt, không được luôn. Ủa sao lạ vậy chàng? À, mình đã tìm hiểu lại rồi mọi người à. Đây, chúng ta có thể tiếp tục chế tạo trong cái bàn crafting table hack game này nữa nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chế tạo giáp này. Đây, bây giờ mình sẽ chế tạo ba cái giáp kim cương. Rồi sau đó mình sẽ nâng cấp thành Netherite. Chỉ có tác giả mới hiểu được cái crafting table thôi mọi người à. Mình phải học hỏi tác giả, không thôi là mình không biết cách để chế tạo đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào đó. Ủa, sao nó lại ra cái giáp này? Không. Đấy, các bạn thấy chưa, các bạn sẽ được trứng ngựa. Rồi sau đó các bạn thuần phục một con ngựa các bạn yêu thích. Đó, tại vì các bạn có rất là nhiều trứng ngựa mà đúng không. Đó, spawn ra, spawn, spawn, spawn. Đấy, ngựa nào các bạn thích thì các bạn thuần phục nha. Đen, trắng, rồi nâu cái kiểu đó. Rồi sau đó các bạn lại tiếp tục bỏ trứng ngựa vào. Đấy, các bạn sẽ được thịt heo. Là các bạn không bao giờ chết đói trong Minecraft. Đó, xịn không. Và các bạn không cần phải chế tạo lò nung. Các bạn nung thịt các kiểu lên. Ui, tính ra nãy giờ mình không đi sinh tồn đúng không mọi người à. Vãi nồi thật, tiếp tục chế tạo nha. Đấy, thế giới hack game mà nó vậy á. Rồi mình sẽ tiếp tục chế tạo nha. Nani ba miếng thịt heo các bạn có thể đổi được táo vàng phù phép. Rồi, hiểu các bạn bất tử á. Nói chung là nếu mà các bạn chế tạo được táo vàng phù phép thì các bạn không bao giờ sợ chết trong Minecraft luôn. Trừ khi các bạn rơi xuống The Void, có nghĩa là rơi xuống cái vực sâu ở trong The End á. Đấy, các bạn sẽ bị chết. Còn ăn táo vàng các bạn nè, kháng lửa cái kiểu hấp thụ đúng không? Kháng lửa này đâu, hấp thụ cái kiểu này là rất là mạnh luôn đó. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ bỏ táo vàng vào. Đây mới chính là cái thứ mình cần là các bạn, cung. Nhưng mà sao không có mũi tên ta, bỏ cung vào. Rồi mình hiểu mọi người à, mấy ông tác giả này mấy ông kiểu thích cái mũi tên mà nó kiểu nhiều lắm mọi người ơi. Thường á là trong Minecraft chỉ full là một stack thôi đúng không, nhưng mà mấy ông tác giả hay làm về mấy cái database cực dễ này á, chuyên gia là cho chúng ta 250 hoặc là 256 như là cái ngày hôm kia mình chơi sinh tồn nớp á. Zombie này tàn, người ta đang chế tạo tới phá đám hả mày. Đó, rồi bây giờ mình sẽ ui nhiều đồ quá mọi người ơi, mình cần một cái rương. Đây, chúng ta sẽ crafting table một cái rương. Đó, ta sẽ để phía này. Rồi chúng ta sẽ bỏ những thứ không cần thiết vào rương. Đây, cả đống. Lại tới phá đám. Mình không có đuốc, mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục chế tạo nè. Hồi nãy là chúng ta chế tạo từ 3 cây cung đúng không mọi người? Đấy, ông tác giả cho 4 cây cung có nghĩa là các bạn phải hy sinh 3 cây cung rồi để lại 1 cây cung các bạn bán, hiểu không? Anh đu. Được của nó đấy. 500 mũi tên. Đó, bây giờ các bạn phân tách ra. Đấy, ra ngoài là các bạn được cả đống mũi tên đấy. Sau đó thì mình sẽ dùng 3 mũi tên để tiếp tục chế tạo này. Chúng ta sẽ một cái được thôi ông ơi, ông cho một stack bàn phù phép để làm gì không biết đâu mọi người à. Một cái là mình cảm thấy xịn sò lắm rồi. Ơi, một stack bàn phù phép nha. Rồi sau đó thì chúng ta lấy ba cái bàn phù phép chúng ta chế tạo thành lapis. Đấy, đúng rồi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đổi lưu ly ra thành ngọc. Rồi chúng ta bỏ vào đây, không được đúng không? Thì không được thì chúng ta bỏ khối. Vãi, chai kinh nghiệm của mọi người, 1000 chai. Oh my god. Rồi hiểu mọi người ơi, là các bạn không bao giờ gọi là sợ hết kinh nghiệm luôn ấy. Đấy, enchant thoải mái luôn. Ôi ôi đầy rương rồi, cho gì lắm kinh nghiệm trời, xài gì hết. Đó, rồi chúng ta sẽ bỏ kinh nghiệm vô rương nữa, trời ơi nhiều quá.
1.000 chai nha mọi người, không không phải chuyện đùa đâu, 1.000 chai ơi, ghê thật. Rồi sau đó thì chúng ta lấy 3 lọ kinh nghiệm ra, chúng ta bỏ vào tiếp tục bàn crafting table, chúng ta sẽ được yên cưỡi. Ui, bây giờ mới cho mình yên cưỡi để mà cưỡi ngựa các bạn à. Đây, mình sẽ test với lại con Ripper khúc đạn cho mọi người xem táo vàng mạnh tới cỡ nào. Ripper, hãy cho mọi người xem sức mạnh của ngươi đi. Đấy, chỉ mất có 2 tim vàng thôi, các bạn thấy chưa? Mình đứng gần con Ripper luôn ấy. À, bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chế tạo nha. À, hồi nãy mình chế tạo kinh nghiệm đúng không? Là ra cái yên cưỡi. Đây, bây giờ thì chúng ta bỏ 3 cái yên cưỡi vào thử. À, không ra cái gì hả ta? Ồ, vậy là hết rồi hả? Là mình có thể enchant đồ rồi. Còn về mắt thì các bạn có thể tìm hang đồng sao? Ấy, ngon rồi. À, quá là xịn đúng không? Mới vô, không khác gì cái thế giới hôm qua luôn mọi người. Đi trang đúng không? Kiểu như mấy ông tác giả này là hàng xóm của nhau ấy. Mình thề với các bạn nha, là database này khác database hôm qua. Đấy, khác hoàn toàn luôn nha. Cái này là các bạn chỉ cần đứng các bạn chế tạo thôi. Rồi, cực kỳ hack game luôn. Còn hôm qua thì các bạn phải tìm. Rồi, các bạn chế tạo vào. Như là các bạn tìm cát cái kiểu nè. Còn cái này các bạn chỉ cần đứng một chỗ thôi là các bạn chế tạo ngẫu nhiên luôn. Như là netherite xong qua kim cương cái kiểu á. Đó, các bạn thấy database này hay không? Dành cho những bạn nào chơi Minecraft mà không muốn đi sinh tồn. Vãi nồi thật, chơi Minecraft mà không muốn sinh tồn mới ghê chứ. Rồi, bá chủ Minecraft nha. Rồi bây giờ là mình nó cho con ngựa, các bạn biết để làm gì không? Để các bạn khi các bạn enchant đồ xong là các bạn cưỡi ngựa xong các bạn đi tìm hang rồng á, chứ hết cách để chúng ta chế tạo thêm đồ rồi, đúng không? Đó. Thì mình sẽ không đi tìm hang rồng nha, tại vì mình ngán con rồng đó mọi người. Mình chỉ gọi là test qua cái database này cho mọi người xem thôi, coi thử nó hack game như thế nào. Còn bây giờ enchant đồ thì các bạn cũng biết enchant mà đúng không? Đấy, chẳng lẽ không biết thì thôi mình bó tay ơi. Chơi Minecraft mà không biết enchant là bó tay nha. Đó. Rồi, các bạn thấy database này như thế nào? Nếu mà các bạn thấy video này hay đừng quên cho mình một like cũng như là comment phía dưới là fan guide để mình thả tim nha. Còn bây giờ thì bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Anh hùng trong